Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2023 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay là miền Nam trên kênh nó có gì. Mong anh chị em có hỷ còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai 12 tháng 9 trên các đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Ở đài Bến Tre mình dự đoán cái cặp 0220. Ở đài Vũng Tàu mình dự đoán cái cặp 5665. Ở đài Bạc Liêu mình dự đoán cái cặp 5775. Anh chị em hãy tham khảo trong chiều mai. Chúc cho anh chị em có nhiều may mắn và tài lộc trong buổi chiều ngày mai.